áo mặc là cô tông khô quá em. Nah.
49k. Khoảng 49k nha mọi người. Cái này Linh, Linh kia cũng Trang hay Tuyền? Trang. Lê Tuyền cũng. Rồi, mới nói số mấy quên rồi. Khoảng 49k. Ngân cục số 3 nè. Số 3 hai cục thì chỉ số 3 còn không anh? Không, còn 3 cục hả? Số 3 mỗi này chỉ còn được 1 cục rồi đó. 5 thôi. À, 5 cục mỗi này được rồi. Được 1 cục này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứ lục đỏ. Chị lấy áo 38 tay nào? À à dạ. À à à. À không, vậy không phải cái này, vậy không phải cái này. Vậy là em đâu phải lấy mẫu này đâu đúng không? Thêm cái này 5 cái á. Áo 38 năm. Ai ai em năm. Để chị lấy nha. Ừ, cái này ngăn lấy không? Không. Không. Cô tư 3 cái là có rồi đúng không? Thank you.
đúng rồi. Ngon mừ nè. Ủa cái này mình còn cục này phải hả? Con Ca Thi Nguyễn số 3 hàng ri. Chị Ca Thi ở Singapore. Chị Ca Thi ở Singapore không chị? Nhìn cái hình lạ lạ quá. Thi Linh, Tôn Châu, Nguyễn Thị Trang, chị Sở Kiên Giang. Ủa bởi vì cái hàng rồi, hàng của chị em đi rồi chị. Em đang like lên coi like. Em sợ. Phải chị Ca Thi ở Singapore không? Em nhìn cái hình lạ quá. Nó cái cục này nó có 13 cái nè, nó thêm 3 cái vàng nè, màu vàng đẹp nè, em lấy luôn không? Em lực luôn cục này không ngon. Cái này vàng nhiều nhưng mà đẹp, 13 cái. Màu vàng đẹp. Em có hình vàng nhiều không? Có hình vàng nhiều thì tôi sẽ bỏ ra cái vàng đó ra. Thảy cái mẫu đó lại đi em. À mới đỡ ra cho ta dạ ok chứ. Mẫu đó đưa chị lại cái này. Con lấy thêm vàng thì con mới
năm. Có nhà anh ba. Lương Quyền, có không em? Món này còn không? Món này còn không? Có nhà anh ba. Thôi, hết mất em luôn rồi chứ. Số 1 nha. Số 1 đủ màu.
chia đi. 65 ca nha. Chia đi. Thì hai lấy quần cho anh quần giùm em. Ai lấy quần cho anh quần. Quần bao nhiêu ký của em? Tại quần này em thấy nó có đủ dáng nhiều nè chứ. 1, 2,
10 cái. Hãy
coi số 2. Số 2 mẫu này em có đen nhiều nên mới chơi số 2. Hey.
Mào cũng lôi ra đây luôn. Đâu nó có thằng Mào này à. Có thằng Mào cho lấy năm nha Phương Thảo. Được 4, trả mang cái này cho mấy tiếng.
số 3 Phương Thảo 10 nè. Gấu nào đó vậy? Gấu nãy á. Gấu nãy chứ lông đỏ có đấy chứ lông đỏ. Đây con đó nè. Mày đó. Mày ai quá, khổ. Cái
năm mà đó. Kiếm thì từng thôi. Dạ, tám. Cắt cái bông
7. Ừ, chứ còn cùng ngày thấy hết luôn không? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bộ anh Ngân ơi. 11 bộ. Hay cũng khác mà ba nào quá. Như hai ba nào. Hay cũng khác chơi cây điện thoại. Cảm ơn nha. Ngân nè. Con một cái
cái con mon kia chứ lung đổ lấy giúp em luôn nha, chứ lung đổ sắp chị ở gần chợ Tân Bình Sài Gòn rồi. Luôn đây bàn số 6 đúng là cho gắn hồng lung đổ của cha này còn em Thank you.
ba cái này cho chú lên. Em còn mấy cái nữa mà cắm chung luôn. Thank you.
dỗ dài hả? Ừ, hỏi tên nè, quen trao đổi hả quà. Có gì nữa không? Không em ơi.
Em được ba màu. Ba màu, ba màu, 60 chai này chơi. 60 được ba màu. Giảm công khô này chứ. Chị dùng ba cái áo. Ở cái gì? Chắc BB là ai chị? Chị Hoa Tím á. Dạ hả? À... Chị Hoa Tím á. Chị có gì để chút để em chơi. Chị coi thấy dài rồi chứ thấy chọn luôn. Màu 2 cho chế Hoa Tím. Áo đủ màu.
đâu chết. Mày ăn có cam. Ở vậy. Ô, khoan, khoan, bị lộ. Dạ, đây bị lộ một đấu rồi đó. 45 không cam, 45 là gì ta? Cái đó hết rồi chứ, tất nhiên cái đó hết rồi chứ.
mi nha, cái nào lấy mi của Minh My giùm em 25 nha. Phải vậy anh Công à. Yeah.
lộn xộn khoét 49k. Sắp em nha chơi. Chơi.
số 1 cháu ơi. Số 1 nha, chứ là lấy mỗi con số 1 giùm em. Số 1 được 5 cái. Áo không chứ? Một ít chúng em đây nè, không phải một
số 2. Không, cái này 49k chứ. Cái xanh này 49k. Một chục đủ màu. Rồi nè. Số 4 chơi. Nè bất nhiên hả bà? Số 4 một cục đủ hình đủ màu này chơi dạng sao bây giờ kéo nha. 69k. Số 4. Nè sao bây giờ kéo này chứ. Có nhiều à. Thank you.
dạy hai nghi này từ bỏ dạy hai nghi quần à nghi một ly Thank you.
hả? Cục quê là gì? Có gì đâu chị Linh. Cái lộn xộn gì nè trái, 25 cũng mất ngực luôn nha trái ơi.
Thank you.
không? Sáng nào lại chơi sáu cái.
số 7, 300 cái cho chị Thu Nguyễn. Cái này áo này ạ. 60 k nha. 60, chắc giải của Tân Phô quá chứ, 60 k. 60.
ngon chưa? Đây rồi trời. Chưa. Chưa cái cọng dây hay sao? Nè có cái đèn mà sao không vô ta? Thank you.
Đây nè.